Chúng tôi cũng đã nhận được một câu hỏi của chị Nhân như thế này ạ. Em cũng bị trĩ do lúc có bầu em không ăn uống cẩn thận, không kiêng nên bị táo bón trong thời gian dài. Sinh bé xong là bị trĩ luôn. Ban đầu chỉ đau sát chút thôi với da máu nhưng em không để tâm mấy. Nhưng càng ngày búi trĩ càng to và có máu nhiều hơn. Cảm giác như có cục thịt thừa, khó chịu kinh khủng. Đi ngoài thì cũng càng thêm khó chịu, đau rát mà còn chảy cả máu. Em đi khám thì bác sĩ bảo là bị độ 4 và phải cắt ngay. Tìm hiểu kỹ thì em thấy cắt sẽ phải kiêng khem dài dài mà có nguy cơ cao bị lại. Bác sĩ cho em xin lời khuyên ạ. Vâng, thưa Thu Quỳnh và quý khán giả vừa có cái thông tin cho chương trình. Thì như tôi nói phần trên rồi ấy, một trong những nguyên nhân của bệnh trĩ là những người hay bị là gì? Ngoài người già bệnh nền mãn tính thì người phụ nữ có thai, như tôi nói là hay bị, thứ nhất là làm sao? Tiền thai thì đa nhiệt mà hậu thai thì xa lồi. Tức là sinh đẻ đường dưới thì cái này tôi cũng gặp rất nhiều và phải xử lý. Thậm chí là đúng như là nhiều chị mà tuy rằng hiện nay là phụ nữ chỉ đẻ có 2 con, nhưng mà vì đẻ đường dưới cộng với cái chế độ sinh hoạt hiện nay nó cũng không được như sự hồi xưa của các cụ thì phải. Do đó là nó trĩ đến độ 3, độ 4. Tức là búi trĩ cứ nằm ở ngoài thôi, phải đẩy lên. Và theo tôi ấy, mà của như thông tin chị nói là chị đã bị búi trĩ và nó có đi cầu đau rát và nó xa ra ngoài. Và các đã đi khám được chẩn đoán độ 4 thì theo tôi ấy, là tốt nhất ấy, là chị hãy điều trị nội khoa đã. Điều trị nội khoa bằng cách gì? Thứ nhất là đi cầu xong thì ngâm rửa hậu môn bằng lá chè xanh đặc hoặc là lá trầu không. Đấy, và với phụ nữ thì người ta thường theo các cụ truyền là dùng 9 lá và đấy, và nam giới thì dùng 7 lá cộng với 2 lít và một nhúm muối. Xong rồi, nhưng mà nếu có cái viêm nhiễm mà dị ứng với lá trầu không thì nó có tác dụng săn xe tốt hơn cái anh nước chè xanh, nhưng mà nó dễ bị dị ứng. Mà nếu dị ứng thì thôi thì chuyển sang bằng nước lá chè xanh ngâm rửa, sau đó dùng cái gel bôi Cocciprol này thì có tác dụng làm sao nó co hồi búi trĩ thì ạ, và chống viêm giảm đau, thậm chí là cầm được máu. Ngoài ra chị có thể tăng cường dùng cái viên uống Cocciprol, và trong viên uống nó đặc biệt nó có Sleep-Pedium, nó có tác dụng cũng vừa co hồi trĩ này vừa là nhuận tràng, kết hợp với làm sao kết hợp với đương quy và rau dấp cá rất là tốt cho cái sức khỏe về tiêu hóa của chị, đặc biệt nó có cả cái rutin là bổ sung toàn bộ các hệ thống mạch ở trong cơ thể, giúp cho giảm đau và giảm cái xuất huyết, đặc biệt ở các búi trĩ. Bởi vậy theo tôi chỉ có thể, ngoài ra theo tôi chỉ vẫn phải có cái chế độ sinh hoạt, tức là tăng cường rau xanh chất xơ đấy, và hai nữa là gì, uống đủ nước. Đủ nước chứ không nói nhiều trường hợp tư vấn uống nhiều nước là không được, nhiều nước là hại thận, đi tiểu nhiều, mà ít quá thì là phân thường táo bón. Mà đây tôi cũng chia sẻ với lại chị và các quý khán giả, khi mà lượng thức ăn ấy mà chúng ta chọn lọc tốt ấy thì làm sao nó tiêu hóa nhanh. Ví dụ rau củ quả thì chỉ có 1 tiếng thôi, mà cái thức ăn được tiêu hóa ở nam giới với nữ giới khác nhau. Ở nam giới thì chỉ có 3 tiếng đã tiêu hết rồi, đấy là thức ăn bình thường, còn nữ giới phải 4-7 tiếng. Và thức ăn lưu trú làm sao ở dạ dày khoảng 2-5 tiếng, và xuống ruột non từ 2-6 tiếng, và đẩy xuống đại tràng chỉ còn trong khoảng 9 tiếng. Và thường buổi sáng là cái thời gian làm việc của đại tràng là từ 5-7 giờ để đại tràng đẩy chất bã ra ngoài. Nếu mà cái tăng cường cái hấp thu mà lượng mà phân thường là trong 24 giờ là khoảng 200 gram trở ra, với cái lượng nước mà dưới 75 thì là táo bón. Bởi vậy làm sao phải uống đủ nước. Đủ nước thì phân nó sẽ mềm và nó không bị táo bón. Một trong những nguyên nhân hay gặp búi trĩ nhất, hay bị trĩ đó là táo bón. Bởi vậy làm sao. Và hai cái bệnh này như các cụ nói, bệnh trĩ là bệnh tòng khẩu nhập, tức là do cái chế độ ăn uống. Do đó ở đây đối với chị là sau khi sinh là chế độ ăn uống phải hết sức cẩn thận, và có chế luyện độ làm sao nữa, tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng của mình, phù hợp với khả năng của mình với tập luyện, chứ tránh tình trạng tập nặng quá cũng không được. Đấy, và kết hợp với làm sao sử dụng cái gel bôi cộng với là viên uống, và làm sao thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình định kỳ để phát hiện thêm những cái bệnh lý khác, có thể nhiều cái nguyên nhân nó sinh ra cái bệnh trĩ nữa mà mình không biết được. Thì tôi nghĩ rằng sẽ khắc phục giúp cho chị một cái khả năng, một cái sức khỏe về tiêu hóa tới nó tốt hơn. Dạ vâng ạ.
Như vậy là đối với chị Nhân thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái lưu ý riêng trong cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình cũng cần phải có những cái thay đổi sao cho nó khoa học và nó cũng sẽ là ăn uống lành mạnh, mình ăn ít những cái đồ dầu mỡ chiên xào hơn. Và ngoài ra thì như chúng ta vẫn biết là một ngày thì con người ta cần từ 2 đến 2,5 lít nước tùy vào cái cân nặng và cái thể trạng của mình, thì rất là mong chị cũng sẽ lưu ý đoạn này. Và thêm vào đó nữa là để có thể giúp săn xe cò của chị tốt hơn và đưa cái chỉ số của cái mức độ bệnh trĩ nó cũng có thể giảm bớt đi, thì chị hoàn toàn có thể tham khảo thêm sản phẩm Co-Chi Pro dạng viên uống và gel bôi qua tổng đài 18006293.